Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Thì ngày hôm nay em lên em hướng dẫn cho các bác và anh em cách chỉnh equalizer cho đường mic chiếc vang Theta K3 các bác nhé. Thì các bác và anh em dùng những dòng vang số Theta K3 hay là một số dòng vang khác thì các bác và anh em phải hiểu là định dạng của equalizer chiếc vang của mình nó như thế nào và nó sẽ có bao nhiêu cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh làm sao cho tiếng mic nó trầm ấm, không bị rú rít. Thì cái equalizer nó rất quan trọng cho các bác và anh em khi các bác và anh em hát karaoke các bác nhé. Thì trên dòng vang Theta K3 thì em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em là can thiệp mic, còn để video sau thì em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em can thiệp được echo hay là đường nhạc để các bác và anh em làm chủ chiếc vang Theta K3. Thì chiếc vang Theta K3 thì đây nó là dòng vang nội địa Trung Quốc, thì tất cả những cái màn hình hay là những cái nút bấm, nút chít áp xoay nó là tiếng Trung, nhưng mà màn hình tất cả những dòng vang Theta K3 bên em bán là bên em đã chuyển đổi sang tiếng Anh cho các bác và anh em rồi. Thì các bác và anh em có thể là xem video này để các bác và anh em làm chủ đường mic chiếc vang Theta K3 các bác nhé. Thì trên dòng vang Theta K3 thì các bác và anh em để ý nó sẽ có những cái nút để các bác và anh em tinh chỉnh, có 4 mode để các bác và anh em gọi ra này. Đây là nút lưu chương trình này, đây là nút lệch chương trình và lùi chương trình này. Đấy, đây là nút để chế độ trung hú này, đấy. Và đây là chế độ nâng tiếng mic này. Đây là chế độ nâng tiếng nhạc này, đấy các bác nhá. Đấy. Và các bác và anh em muốn chỉnh nhạc thì chỉnh nút màu xanh đầu tiên, và chỉnh mic thì các bác và em chỉnh nút xanh thứ hai, và chỉnh echo gì vật, tức là effect tổng, các bác và anh em chỉnh nút xanh thứ ba. Còn nếu mà các bác và anh em chỉnh sub thì nút xanh thứ tư. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào đường mic để cho bác và anh em xem. Đấy, thì khi các bác và anh em muốn chỉnh mic chiếc vang Theta K3 thì các bác và anh em bấm vào nút xanh hàng thứ hai này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cho các bác và anh em là HPF và LPF các bác nhá. HPF này là cắt giải trầm cho tiếng mic. Đấy, thì khi các bác và anh em muốn thay đổi cái giải HPF thì các bác và anh em xoay nút control đây. Đấy, thì đây nó đang là mặc định của nó là 80Hz. Thì khi các bác và anh em cảm thấy cái tiếng mic của mình nó bị thanh quá thì các bác và em có thể là cho xuống 60Hz hay là 50Hz. Còn nếu mà các bác và em thấy cái tiếng mic của mình nó ồm quá thì các bác và em có thể là cắt lên 80Hz, 90Hz hay là 100Hz. Thì cái HPF này nó phụ thuộc vào loa, vào mic để các bác và anh em thay đổi cái giải trầm này các bác nhá. Thì đôi khi các bác và anh em hát cái tiếng mic nó thụp. Đấy, thì nếu mà các bác và anh em để chẳng hạn để 50Hz như này thì nó sẽ thu được những cái hơi thở, cái tiếng thụp hay là tiếng gió ở bên ngoài vào mic thì nó sẽ gây ra là tiếng thụp đấy, hay là phù. Thì cái HPF này là tức là cắt bỏ những cái giải đó đi các bác nhá. Thì nếu mà các bác và anh em muốn loại bỏ những cái đó đi thì các bác và anh em có thể vừa cắt lên vừa alo tiếng mic làm sao cho đủ giải trầm ấm là các bác và anh em dừng lại HPF. Còn LPF, đây các bác và anh em di chuyển con chuột sang bên LPF. Đấy, LPF tức là cắt giải cao, tức là giải chép. Thì khi các bác và anh em muốn cái tiếng mic của mình sáng thì các bác và anh em có thể là cắt ở 10 12kHz các bác nhá, 12.0kHz. Đấy. Còn nếu mà các bác và anh em muốn cái tiếng mic mình có độ xịt xì thì các bác và anh em có thể là cắt lên 15, 14, 16 để lấy cái tiếng xịt xì trong mic. Đấy, đấy là LPF tức là cắt giải chép cho tiếng mic này. Đấy. Thì đây em đang để là 16.000.5kHz. Thì khi mà các bác và anh em để ở cái giải là 18.000Hz đúng không ạ? Thì những cái tiếng chẹp chịt thì nó sẽ thu được. Còn nếu mà các bác và anh em muốn cắt bỏ đi thì các bác và anh em có thể là cắt xuống 10 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Đấy. Tùy cái giải chép của loa và giải chép của cái mic để các bác và anh em cắt cái LPF này các bác nhé. Đấy, rồi các bác và anh em muốn chỉnh equalizer của chiếc vang Theta K3 thì các bác và anh em bấm tiếp vào cái phần chỉnh mic này. Đấy, khi bấm vào phần chỉnh mic này thì nó sẽ hiển thị cho các bác và anh em là mic PEQ số 1, tức là equalizer của nó đang nằm ở số 1. Đấy, cần equalizer số 1 các bác nhé, là 50.6Hz là giải
bát của tiếng mic, đúng không ạ? Nếu mà các bác và anh em muốn tăng hay là muốn giảm cần equalizer thì các bác và anh em chỉ cần xoay nút control này để cộng, tức là tăng cần equalizer số 1, giảm là trừ. Đấy. Của cần equalizer số 1. Đấy, sang cần equalizer số 2 thì các bác và em bấm vào cái nút next chương trình để con chuột nó sẽ sang cần equalizer số 2. Đấy, cần equalizer số 2 nó là 134Hz, tức là nó là những cái giải bát cao các bác nhá. Giải bát cao. Nếu các bác và anh em muốn tăng hay là giảm cái giải bát ở 134Hz này thì các bác và anh em chỉ cần xoay nút control. Đấy. Thì khi các bác và anh em sử dụng chiếc vang Theta K3 này thì các bác và em phải kiểm tra xem là đường mic con vang này nó sẽ có bao nhiêu cần equalizer để các bác và anh em tinh chỉnh. Thì đường mic của chiếc vang Theta K3 nó sẽ có 7 cần equalizer, thì cần equalizer số 1 thì các bác và anh em nhìn phát là biết 50.6Hz là những cái giải bát sâu. Đấy, những cái giải trầm của tiếng mic, đúng không ạ? Đấy, thì khi các bác và anh em muốn cái tiếng mic của mình trầm ấm thì các bác và anh em có thể là điều chỉnh ở cần equalizer số 1. Sang cần equalizer số 2 thì nó là những cái giải bát cao của đường nhạc. Đấy, bát cao các bác nhá. Đấy, thì các bác và anh em muốn cái tích của tiếng mic mình nó sáng cái giải trầm thì các bác và anh em tìm cần equalizer số 2. Đấy, sang cần equalizer số 3 thì nó là giải trung, đây là trung thấp, tức là 429Hz, đúng không ạ? Thì khi các bác và anh em muốn nghe cái tiếng trung của mic thì các bác và anh em cũng quay cái nút control này để giảm cần equalizer số 3 hay là tăng cần equalizer số 3. Không phải là không gian nào hay là đôi loa nào, bộ mic nào mà cũng mặc định ở một cái số này các bác nhé. 0.0 này nó là ở giữa, tức là 12 giờ các bác nhé. Đấy, khi cảm thấy nó thừa thì các bác và em có thể là trừ xuống, còn khi cảm thấy nó thiếu thì các bác và em sẽ cộng nó lên. Đấy, cộng nó lên, điều chỉnh từng cần equalizer số 1 đến cần equalizer số 7 để các bác và em điều chỉnh tiếng mic nó làm sao hay nhất. Đấy, sang cần equalizer số 4 thì nó là những cái giải trung cao. Giải trung cao của nó là 1310Hz, đúng không ạ? Thì các bác và em cũng muốn tăng hay là muốn giảm cần equalizer thì các bác và em sẽ cộng hay trừ ở cái phần gain ở cuối cùng này. Đấy, sang cần equalizer số 5 nó là giải chép chói của tiếng mic các bác nhá. Giải chép chói của tiếng mic thì là những cái giải mà nó hay bị rú rít mic này hay là bị xé tiếng mic là 3110Hz. Đấy, 3110Hz thì các bác và em cũng có thể là điều chỉnh cộng hay là trừ cho cần equalizer số 5. Đấy, sang cần equalizer số 6 là giải chép sáng của tiếng mic. Đấy, giải chép sáng của tiếng mic các bác nhá. Vừa nãy là giải chép chói, sang cần equalizer số 6 là giải chép sáng này. Đấy, còn các bác và em muốn sáng tiếng mic thì cũng có thể là cộng lên hoặc là trừ các bác nhá. Đấy, trừ thì nó sẽ giảm sáng, còn cộng thì nó sẽ tăng cái sáng tiếng mic. Đấy, sang cần equalizer số 7, tức là cần equalizer cuối cùng, thì nó là 12.500Hz là những cái giải xịt xì của tiếng mic. Đấy, thì khi các bác và em muốn hát cái tiếng xịt xì thì các bác và em cũng có thể là cộng, đấy, là tăng cái độ xịt xì, còn giảm xuống trừ, tức là giảm cái độ xịt xì của tiếng mic. Còn trên dòng vang Theta K3 này thì nếu mà chỉnh phần mềm thì các bác và em có thể là thay đổi được cái Hz này. Đấy, cần equalizer số 7 này thì em chỉnh phần mềm em đang để là 12.500Hz. Thì khi các bác và anh em cài đặt bằng tay thì sẽ không thay đổi được cái định dạng Hz này các bác nhá. Khi đưa vào phần mềm thì các bác và em mới can thiệp được. Còn khi mà em đã gửi cho các bác và em là em đã sắp xếp chuẩn cho các bác và em là 7 cần equalizer này. Đấy, để các bác và anh em về can thiệp vào cho tiếng mic. Đấy. Thì về con vang Theta K3 như thế này thì các bác và anh em chỉnh tiếng mic từ cần equalizer số 1 đến cần equalizer số 7 làm sao cho nó đủ, nó không bị thừa, không bị thiếu thì nó sẽ cực kỳ hay các bác nhá, rất hay. Đấy, thì để cái video sau thì em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em chỉnh thêm về cái phần nhạc và phần echo gì vật của chiếc vang Theta K3 này. Đấy, thì nói chung là một chiếc vang Theta K3, nếu mà các bác và anh em xem video này thì các bác và em cũng làm chủ được từng equalizer cho tiếng mic của chiếc vang Theta K3, đúng không ạ? Đấy, còn lưu chương trình thì đây, các bác và anh em muốn lưu thì các bác và anh em bấm vào nút đỏ lưu đây. Đấy, nó hỏi các bác và anh em send vào tu memory 1 có muốn lưu vào kênh 1 hay không, thì các bác và anh em nếu mà muốn lưu kênh 1 thì bấm phát nữa vào cái nút đỏ này thì nó sẽ lưu kênh 1 cho bác và anh em. Đấy, thì em đã hướng dẫn cho bác và anh em là chỉnh equalizer cho con vang Theta K3.
thì các bác và anh em xem kênh của Trần Hưng, nếu mà thấy hay, thấy ý nghĩa thì các bác và anh em cho em một nút like, và các bác và anh em nhớ đăng ký kênh để kênh Trần Hưng Audio ngày một phát triển hơn. Em cũng xin kết thúc livestream, kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.